Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết miền Bắc có sự phân hóa rõ rệt do sự chi phối của không khí lạnh lệch đông và tình thế gây mưa trên cao nên trời có nhiều mây, có mưa rải rác chủ yếu ở khu vực vùng núi vào đêm và sáng. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 70 mm. Do có mưa nên trời rét cả ngày lẫn đêm với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng và bao gồm cả thủ đô Hà Nội dao động từ 13 đến 16 độ, vùng núi từ 11 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ và nhiệt độ cao nhất trưa chiều sẽ phổ biến dưới 20 độ. Cùng với đó là những nơi vùng núi cao có thể rét đậm rét hại. Lưu xuống khu vực miền Trung, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tương tác với địa hình đới gió trên cao nên trời nhiều mây ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định mưa nhỏ xuất hiện rải rác. Sang đến ngày mai, nhiệt độ do đó cũng tăng dần từ bắc vào nam, rắc ở khu vực bắc trung bộ về sáng sớm có nắng về trưa chiều với nhiệt độ tăng lên từ 22 đến 25 độ. Và mát mẻ ở khu vực nam bộ nắng sớm với nhiệt độ cao từ 26 đến 29 độ. Nhìn xuống khu vực phía nam là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Cả hai khu vực này đều có thời tiết ổn định. Ban ngày hầu hết các nơi đều có nắng với cường độ dễ chịu. Chỉ lưu ý về đêm và sáng sớm, trời rét ở vùng cao Tây Nguyên với mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Và mát mẻ ở Nam Bộ với mức nhiệt từ 21 đến 24 độ. Sang đến ngày mai, nhiệt độ cao nhất cho đến 3 ngày tới ở khu vực Tây Nguyên cao từ 29 đến 31 độ. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ với ngưỡng nhiệt tiếp tục duy trì ở mức từ 30 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm nên trong đêm nay và ngày mai, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét biển động. Ở khu vực còn lại có cường độ gió đông bắc chỉ khoảng từ cấp 4 đến cấp 5 nên tình trạng biển vẫn bình thường. Thưa quý vị và các bạn, theo như mô hình dự báo sớm DFS của Mỹ thì khả năng đến tuần sau khoảng nhằm ngày 24 tháng 12 trên vùng biển phía đông nam của Philippines sẽ hình thành một áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển về phía lãnh thổ Philippines. Không loại trừ trường hợp áp thấp này sẽ vượt qua Philippines và tiến vào biển đông nước ta và mạnh thêm. Tuy nhiên, đây là dự báo sớm, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị đăng ký để theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị